Vàng thế giới biến động trước kết quả bầu cử Mỹ Vàng miếng SGC vẫn ổn định cả hai chiều Argyle, mỏ kim cương hồng lớn nhất thế giới chính thức đóng cửa Tất cả sẽ có trong bản tin tỷ giá FBNC ngày hôm nay Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình tỷ giá FBNC. Mở đầu thì hãy cùng đến với những thông tin quan trọng trên thị trường vàng thế giới. Thưa quý vị, thị trường vàng đang có những bước khởi sắc khi đồng đô la Mỹ suy yếu và sự mơ hồ cũng như diễn biến nhằn co liên quan đến kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ đã khiến cho nhà đầu tư tìm đến kim loại trú ẩn an toàn. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ ba, hợp đồng vàng tương lai giao cho tháng 12 tăng thêm 0,9%, tương đương 17,9 đô la Mỹ, lên mức là 1910,4 đô la Mỹ một ounce. Trong phiên thì giá vàng cũng nhận được sự hỗ trợ từ đồng đô la Mỹ yếu đi khi các nhà đầu tư đặt cược vào chiến thắng của ông Joe Biden, người có khả năng đưa ra một gói kích thích lớn hơn cho nền kinh tế Mỹ. Chỉ số đồng đô la Mỹ được coi là thước đo sức khỏe của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác trong phiên này đã giảm đi 0,6% nhà phân tích jonah o'connell của công ty phân tích thị trường stonex cho biết kết quả cuộc bầu cử có khả năng vẫn thân thiện với vàng vào thời điểm đó đồng đô la mỹ dự kiến sẽ suy yếu bên cạnh các gói kích thích mới lãi suất vẫn trong vùng âm và khả năng cục dự trữ liên bang mỹ phép sẽ bắt đầu triển khai chương trình mua các tài sản dài hạn hơn theo ông Jeffrey Sika, người sáng lập công ty tư vấn tài chính Circle Square Alternative Investment cho biết, động lực duy nhất đằng sau sự tăng giá của vàng trong phiên 3 tháng 11 là khả năng cao sẽ xảy ra bất ổn xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, dựa trên dự đoán rằng nước Mỹ sẽ chưa biết chính xác ai sẽ là tổng thống nhiệm kỳ tới vào tối ngày 4 tháng 11. Mặc dù ứng cử viên của đảng Dân chủ Joe Biden hầu như luôn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý kiến quốc gia. Kết quả sơ bộ cho thấy khoảng cách giữa ông và đương kim tổng thống Donald Trump là khá sắc sao ở một số bang chiến địa. Rất có thể nước Mỹ sẽ mất vài ngày trước khi biết được kết quả do sự chậm trễ trong việc kiểm phiếu. Tính đến 11 giờ ngày 3 tháng 11, giá vàng thế giới giao ngày nằm tại ngưỡng là 1.892,6 đô la Mỹ một ounce ở chiều mua vào và neo tại mức là 1.893,1 đô la Mỹ một ounce cho chiều bán ra. So với cùng thời điểm mà FBNC ghi nhận trong phiên trước, thì đã tăng thêm 12,9 đô la Mỹ. Hầu hết các chuyên gia tin rằng, dù ai chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng, thì kết quả đều là chất xúc tác rất quan trọng đến giá vàng. Dù ở hiện tại sức mua không đột biến, trong bối cảnh thị trường thận trọng hơn khi chờ đợi kết quả, nhưng giới đầu tư vẫn hóng tình hình để sẵn sàng ra các quyết định nóng. Lý do là trong bối cảnh nền kinh tế ảm đạm và dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục hoành hành, dù là ai thì tân tổng thống Mỹ sẽ đều phải lập tức thực hiện hàng loạt chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế. Thông qua gói kích thích kinh tế thứ hai và lãi suất sẽ duy trì ở mức thấp trong thời gian dài. Đây là các yếu tố chắc chắn sẽ đẩy giá vàng đi lên. Trên thực tế thì giá vàng đã tăng vọt trở lại bất chấp đụng đô la Mỹ cũng đang tăng rất nhanh. Giá vàng thế giới kỳ hạn đã tăng nhanh ngay mở đầu phiên giao dịch. Trong ngày bầu cử tổng thống Mỹ 3 tháng 11 được mong đợi nhất nhưng cũng khó đoán định nhất. Vàng tăng giá chủ yếu do nhiều nhà đầu tư tổ chức tìm tới vàng như một kênh trú ẩn an toàn trước thời điểm quyết định người đứng đầu nước Mỹ. Ngoài ra, việc chứng khoán tăng mạnh cũng khiến áp lực bán vàng để trang trại cho thua lỗ chứng khoán giảm xuống. Trong khi đó, chỉ sau khi có kết quả bầu cử một ngày, Ủy ban Thị trường mở Liên bang FOMC thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép dự kiến sẽ có cuộc họp quyết định chính sách tiền tệ vào ngày 4 và ngày 5 tháng 11 để đưa ra các giải pháp hỗ trợ nền kinh tế, trong khi gói hỗ trợ kinh tế mới chưa được thông qua. Giới đầu tư dự báo sẽ không có thay đổi lớn nào trong chính sách tiền tệ của Mỹ, nhưng tình huống Fed quyết định giảm thêm lãi suất đồng đô la Mỹ trong kỳ họp này không chắc là không thể xảy ra. Trong tình huống này, vàng sẽ được hưởng lợi kép. Đại dịch Covid-19 cũng vẫn đang là yếu tố gây ảnh hưởng lớn, khi dịch bệnh vẫn tiếp tục gia tăng ở Mỹ và châu Âu. Nhiều nước trên thế giới đã phải tái sử dụng biện pháp đóng cửa nghiêm ngặt và giãn cách xã hội. Trong khi các trường hợp nhiễm COVID-19 mới của Mỹ vẫn đang đạt các con số kỷ lục theo ngày, một số chuyên gia y tế lo ngại nước Mỹ sẽ phải trải qua một mùa đông đen tối. Kể từ đầu năm đến nay thì giá vàng đã tăng 25% nhờ các gói kích thích kinh tế lớn chưa từng có trên toàn cầu nhằm đưa các nền kinh tế thoát khỏi cuộc suy thoái do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra. Khi kim loại quý này được coi là công cụ hữu hiệu để chống lạm phát. Trở lại thị trường tại Việt Nam, theo FBNC ghi nhận các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng STC tính đến 11 giờ sáng ngày 4 tháng 11, trái ngược với đà bứt phá của thị trường thế giới. Giá vàng tại Việt Nam lại quay đầu giảm nhẹ, đưa mức giá giao dịch về quanh ngưỡng 56 đến 56,6 triệu đồng một lượng. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn STC niêm yết một lượng vàng miếng bán ra giảm 150.000 đồng, niêm yết tại mức là 56 triệu 600.000 đồng một lượng tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh và 56 triệu 620.000 đồng một lượng tại thị trường Hà Nội. Chiều mua vào cũng giảm đi 150.000 đồng, nêu tài ngưỡng là 56.100.000 đồng một lượng. Ở Phú Nhuận, PNG và Doji đều đồng loạt giảm 50.000 đồng ở giá bán ra, giữ tài ngưỡng là 56.600.000 đồng một lượng. Chiều mua vào cũng có mức giảm từ 150.000 đồng trở lên, niêm yết lần lượt là 56.100.000 đồng cho Phú Nhuận và 56 triệu chẳng cho Doji. Tại Bảo Tính Minh Châu và Phú Quý STC có mức giá cả hai chiều mua bán như nhau, lần lượt niêm yết tại ngưỡng là 56 triệu 100 000 đồng một lượng và 56 triệu 550 000 đồng một lượng. Các loại vàng nữ trang khác cũng điều chỉnh theo xu hướng chung của thị trường. Vàng nhận 4 số 9 giảm 100.000 đồng cho chiều mua vào, giữ tại ngưỡng là 53.800.000 đồng một lượng và 54.350.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Vàng nữ trang 24K và vàng 18K cũng đều có mức giảm từ 50.000 đồng trở lên như số liệu chi tiết mà quý vị đang nhìn thấy ở trên màn hình. Quý vị đang đến với phần tổng quan thị trường vàng. Vào ngày 3 tháng 11, tập đoàn Rio Tinto thông báo đóng cửa Argyle, mỏ kim cương hồng lớn nhất trên thế giới ở Australia do trữ lượng đã dần cạn kiệt. Mỏ Andrilly, thuộc quyền sở hữu và khai thác của tập đoàn Rio Tinto, nằm tại vùng Kimberley ở bang Western Australia, là nguồn cung cấp hơn 90% nhu cầu về kim cương hồng quý hiếm cho toàn thế giới. Tập đoàn Rio Tinto đã bắt đầu khai thác kim cương hồng tại Andrilly vào năm 1983, sau khi mỏ này được phát hiện 4 năm trước đó. Kể từ đó đến nay, Rio Tinto đã sản xuất được hơn 865 triệu carat kim cương thu. Quá trình tháo dỡ và ngừng hoạt động tại khu mỏ 37 năm tuổi này dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng 5 năm. Sau khi mỏ Angeli đóng cửa, sản lượng kim cương của Rio Tinto sẽ sụt giảm, nhưng chỉ tác động chưa đến 2% doanh thu, do kim cương chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn này. Sau hơn 2 thập kỷ, giá trị kim cương hồng đã tăng hơn 500%. Việc mỏ này đóng cửa có khả năng sẽ khiến giá của loại đá quý hiếm này tăng cao. Ở thời điểm hiện tại, mỗi carat kim cương hồng có giá trị thực tế tới 3 triệu đô la Mỹ. Quay trở lại với tỷ giá ngày 4 tháng 11, tỷ giá đồng đô la Mỹ ngày hôm nay trên thị trường quốc tế giảm nhanh trong bối cảnh nhiều cuộc thăm dò dư luận cho thấy ứng cử viên đảng dân chủ Joe Biden đang chiếm ưu thế hơn ông Trump trong bầu cử Mỹ năm 2020. Giá 1 đồng đô la Mỹ bán ra nằm tại mức là 23.836 đồng, giảm 8 đồng, chiều mua vào nằm tại mức là 23.175 đồng, không thay đổi so với các phiên trước. Giá đồng euro niêm yết chiều bán ra neo tại mức là 27.970 đồng, tăng 151 đồng, còn chiều mua vào thì neo tại ngưỡng là 26.341 đồng, tăng 143 đồng. Về tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ ngày hôm nay, được Ngân hàng Nhà nước công bố tại mức là 23.190 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ giảm 8 đồng so với phiên ngày hôm qua. Những cập nhật mới nhất về phần tỷ giá ngoại tệ cũng đã kết thúc chương trình tỷ giá FBNC. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.